Hello, đây là kênh YouTube máy thường nhật. Xin chào toàn thể anh em nha. Đây, sáng hôm nay mình chuẩn bị test rất nhiều máy nè. Mong anh em quan tâm ủng hộ mình nha. Cho một cái like nha, nhỏ nhỏ nha. Đây, mình đang test trước mặt anh em là một em đang nổ là 4CHST nha, 160 mã lực. Anh em mà biết thêm chi tiết rõ ràng hơn thì liên hệ số tại bên dưới nha. Bên góc đây thì có sẵn là Kobitsu 210 ngựa, bên góc kia là 6GH. Còn bên này là 6D20, mình chuẩn bị test từng em. Anh em quan tâm liên hệ số tại bên dưới nha. Rồi mình sẽ nói chi tiết thêm một em 4CHST này nha. Đây là 4CHST 160 mã lực 2500 tua, bắt tông 1.05. 4 số bắp nha. Hộp số truyền 3.50. Số lớn luôn đó. Số truyền 3.50. Máy nổ rất là chuẩn nè. Cọc cặp thôi mà không có khói. Đèn có trắng gì hết. Thôi rất là chuẩn luôn. Anh em nhớ quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha.